Hello các bác nhé, em giới thiệu các bác một chiếc máy cạo râu thuộc dòng VIP, nhưng mà đời nó hơi sâu nên là giá sẽ rẻ các bác nhé. Máy này còn rất là đẹp này, Min Japan đời 2010, mã Panasonic ES-LA94, còn đầy đủ cả sách hướng dẫn sử dụng còn mới tinh thì các bác này. Sách hướng dẫn đẹp nguyên. Này là cái gì đây? Này giống kiểu hóa đơn mua hàng. Đó, anh Nhật ngữ vậy. Cái này nó không còn hộp nhé, nó chỉ còn như thế này thôi. Đấy. Đây còn cái hộp bên trong, tức là cái trong của hộp. Đây là cục sạc này, dầu tra máy và chỗ vệ sinh. Còn này là dòng 4 lưỡi các bác nhé. Đây là 1, 2, 3, 4 lưỡi này. Một cái này để cắt râu dài và 3 lưỡi để cạo sát. Cái này để cắt râu dài nữa này. Đó. Đây ạ. Bật này. Hiển thị thời gian chạy nhé. Tắt đi này. Bảo phần trăm pin này. Đó, cái này gắn lên gắn xuống để khóa công tắc lại. Máy màu đen rất là đẹp. Đây là nắp chụp bảo vệ máy này. Đây là cái hộp để vệ sinh máy các bác nhé. Đấy, để vệ sinh cái này đấy. Đây là cái hộp đựng nước, đổ nước vào đây, cậy ra nhé. Đây này. Đấy, bác cậy này lên, đổ nước vào. Ở phía dưới này nó có một cái bộ lọc ấy, cái này nó giống như kiểu cái bên trong này nó bằng cái bộ lọc. Đó, nó bằng bông hay sao ấy. Thì lúc này nó bẩn quá thì mình rửa sạch cái đi nhé. Ngoài ra thì nó cho mình thêm một cái này để sơ cua nữa này. Đó, chưa bóc nha các bác nhé. Nhưng em này thì giá thì hợp rẻ. Nhưng mà giá rẻ thì vì em mua được rẻ. Những cái con mà đời cao thì mua đắt lắm. Đấy, như thế này thôi. Ok các bác nhé. Em này giá 2,3 triệu, bác nào quan tâm thì alo cho em. Thank you các bác nhé.